Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cách mở một cái robot lên và điều khiển cho robot mình nó hoạt động. Rồi, đầu tiên đơn giản là cụ thể trong này là mình đang sử dụng robot Fanuc R2000AA. Rồi, chúng ta bắt đầu mở tủ robot lên. Nice, công tắc mở bật lên. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút on off. Đó, đèn sẽ sáng. Rồi, bảng điều khiển đã hoạt động. Sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết nhất để mà mình có thể xem và điều khiển được. Trước tiên lên trong cái tủ bình thường thì nó sẽ giống như thế này, các chế độ auto tick. Còn khi mà anh em đang ở chế độ hệ thống đang làm việc, robot làm việc thì nó robot sẽ ở chế độ auto. Nó sẽ bật lại chế độ auto. Và anh em cứ nếu muốn điều khiển robot thì bắt buộc phải chuyển về chế độ tick. Đó, chế độ về tay này. Còn chế độ auto thì mình không thể di chuyển robot được. Rồi. Bảng điều khiển đang lên. Đây là phần tay Fanuc R2000AA. Đó, đây là robot gấp, có thể gấp được 165 kg. Rồi, sau khi bảng điều khiển lên, đó, nó sẽ hiển thị giống như thế này. Anh em chỉ cần việc lấy bảng điều khiển lên, phía sau này có nút, cái nút này là gọi là nút sạc vô. Đó, khi mình nhấn nó sẽ kêu cái tách, tiếng kêu tủ nó sẽ giữ cho mình. Rồi bắt đầu và thêm phần nữa là phần công tắc này là đang chế độ off thì mình sẽ chuyển về on mới điều khiển robot được. Chúng ta sẽ nhấn giữ nút sạc vô ở sau, đồng thời nhấn giữ shift và bấm reset, có nút reset này. Đó là đã giữ được nút sạc vô cho robot và bắt đầu điều khiển. Thì quá trình điều khiển thì gồm có 6 trục. Đó, trục X trừ X cộng, Y trừ Y cộng, Z trừ Z cộng. Đó, 6 chế độ từ Z1 đến Z6. Thì anh em cứ điều khiển robot theo ký hiệu. Rồi, chúng ta tiến hành này. Trục số 1 nha. Số 1. Đó, còn này là phải tăng tốc độ lên này. Tăng tốc độ lên. Trục số 1 nè. Đó, thấy robot di chuyển số 1 không? Ngược lại này. Rồi ok, tới trục số 2 nha. Số 2. Bấm dấu trừ thì số 2 sẽ hạ xuống. Dấu cộng số 2 sẽ lên. Dấu cộng lên. Đó. Ok, tương tự số 3. Cộng lên. Đó, số 3 muốn dỡ robot lên á thì chúng ta chỉ cần nhấn số 3. Đó. Là tung gấp nó sẽ dỡ lên. Rồi, số 4. Đó, số 4, số 5, số 4 đó, cộng trừ. Thì vẫn tương tự thôi, số 5. Số 6. Đó. Đó là chế độ của 6 trục. Khi mà chúng ta chuyển sang chế độ 30 á thì chúng ta sẽ di chuyển theo tọa độ XYZ. Rồi muốn chuyển sang tọa độ XYZ thì anh em cứ bỏ shift ra và nhấn vào nút cos. Đây. Đó, chúng ta sẽ chuyển qua chế độ tool và giữ shift, nhấn reset để bắt đầu mở servo cho robot. Rồi. Muốn di chuyển lên xuống á. Đó. Di chuyển nè, lên á, xuống á thì Z, nhấn vào Z cộng thì robot nó sẽ di chuyển xuống. Đó, theo tọa độ XYZ nha. Z lên. Rồi, chúng ta bắt đầu chuyển sang chiều X nè. Đó. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo chúng ta di chuyển tọa độ Y.
đó, X, Y, Z. Thì khi chúng ta muốn dỡ robot lên á, để khỏi vật cản á, thì chúng ta chủ yếu là X và độ Z này, Z dỡ lên xuống này, đó, lên xuống. Rồi đơn giản vậy thôi, đó là cái điều khiển để robot, điều khiển thôi. Đơn giản, nó phải kết hợp ba yếu tố thì anh em phải dùng hai tay mới sử dụng được. Đầu tiên nhấn giữ servo sau, tiếp theo quay mặt trước, nhấn giữ shift, nhấn giữ nha, chúng ta phải nhấn giữ, sau đó chọn vào reset, nút reset này sẽ khi vào này, fail này nó sẽ tắt, phím đỏ này.